Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, nên chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5 cũng như là quay trở lại với cái series cảnh sát Việt Nam nha các bạn. Hôm nay thì các bạn thấy ở đây chúng ta lại tiếp tục làm cảnh sát 113 nữa để đi tuần tra. Mình thấy các bạn thích cái series cảnh sát Việt Nam này quá nên thôi mình làm tiếp tục nữa cho các bạn xem nhá. Ok, hiện tại thì mình có hẹn bạn mình đi tuần tra với mình mà giờ này chưa thấy đâu hết các bạn. Bây giờ đang đợi nó đến các bạn. Đấy, bạn đồng nghiệp của mình không biết chừng nào nó mới đến. À đây 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 đây. Ok. Đến đây. Cái nón đâu? Cái nón đâu? Không thấy cái nón đâu luôn. Giờ để quên cái nón ở nhà hay gì rồi. Ok, ngày hôm nay thì mình với bạn mình sẽ đi tuần tra trong vòng quanh thành phố trong ngày hôm nay nha. Bây giờ đi qua lấy xe trước, lẹ lên. Nhanh lên. Đi qua đây. Ok. Trời ơi, đã đi chậm mà còn đi trễ mà còn đi chậm nữa các bạn. Khổ ghê không? Lẹ lên. Rồi leo lên làm gì trời? Leo lên làm gì? Lẹ lên 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 lên. Trời ơi, đi dưới đường lộ không chịu, leo lên trên kia mới chịu các bạn. Vãi chưởng. Ôi, radio thông báo mình quá trời vụ án rồi các bạn ơi. Thường khi mà làm cảnh sát 113 nè các bạn, nó rất là nhiều vụ án để chúng ta đi làm việc luôn ấy. Nó đa dạng ấy các bạn, chơi nó mới sướng. Bây giờ mình vô lấy xe chứ không biết hôm nay chạy xe gì đây. À, có con cảnh sát giao thông nè, hôm nay mình đâu làm cảnh sát giao thông đâu. Uầy, cái con xe máy này chạy rất là ngon luôn nha các bạn. Nhưng mà tiếc cái đi của mình nên nè. Nó bỏ một bạn mình ở nhà thì nó chửi mình chết, đúng không? Nên mình đâu có chạy đâu. Con xe này thì mình đã chạy rồi. À, hay là lấy cái con xe mà Hilux các bạn, Toyota Hilux ấy. Đây đây đây, con này nè. Đó, con này đi. Chạy nó mới nhanh, nó mới gọi là dữ dằn mà. Ok. Rồi, bữa nay lấy con này đi tuần tra luôn nha. Rồi, lên xe bạn ơi. Ok, leo lên. Đó, ngầu các bạn. Con này gọi là mình rất là thích vì nó chạy rất là nhanh các bạn. Với kiểu xe bán tải ấy, gầm cao được các kiểu chạy nó gọn gàng các tiểu luôn. Rồi, ok, bây giờ mình cho các bạn sẽ bắt đầu đi tuần tra nha. Sao ta cứ mở cái đèn hoài đó nha. Sao cái đèn nó mở hoài thế? Cái đèn nó chớp chớp các bạn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Uầy, có một chiếc xe như dừng đèn đỏ các bạn ơi. Thôi xong mày rồi bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Mình ra lệnh chi nã luôn rồi các bạn. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại đi. Nghe không? Thằng này nó lì nha. Vậy là mình phải xử lý rồi các bạn. Bắn bánh xe nè các bạn. Bước xuống đi. Nhanh lên. Mới vô gặp cảnh sát đã chạy là nghi rồi. Bước xuống, bước xuống. Nhanh lên. Xong các bạn. Đứng ra, đứng ra, đứng ra. Đứng ngang đó. Ok các bạn. Còng lại trước đi rồi nói chuyện. Mấy con này gọi là nguy hiểm lắm. Còng lại trước đi. Thấy chạy là bắt đầu nghi ngờ rồi các bạn. Gặp cảnh sát mà chạy là nghi rồi. Gặp cảnh sát 113 mà chạy là nghi rồi. Ok. Mình sẽ kiểm tra nó nha các bạn. Vào, cho kiểm tra phát coi. À, bây giờ mình sẽ lục soát trên người nó trước đi các bạn. Từ từ. Sao mà toàn siêu xe xung quanh mình không vậy? Ui, có bình xịt hơi cay nha các bạn. Thằng này nó có bình xịt hơi cay nè. Nhưng mà trong người không có gì gọi là nguy hiểm hết ngoài bình xịt hơi cay. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái chiếc xe của nó luôn nha. Coi có gì không. Không có gì mà sao nó lại chạy nha. Kỳ vậy. Mình tưởng nó xe nó gọi là có cái gì nguy hiểm chứ. Để kiểm tra tiếp tục nồng độ cồn mà các bạn. Hay là thằng này nó muốn đánh lạc hướng mình nha. Có vụ gì đằng kia vậy? Không có nồng độ cồn đúng các bạn. Nhưng mà nó vượt đèn đỏ. Thôi chắc mình cho nó đi đi các bạn ơi. Chắc mình cho nó đi đi ha. Mình sẽ nhận tiếp cái nhiệm vụ gì đằng kia kìa các bạn. Cho thằng kia thằng bò mình nó gỡ chìa khóa cái đó. Hình như có vụ đụng xe hay sao ấy. Ok, chạy lên kiểm tra. Ôi, đụng xe đằng này các bạn ơi. Ơi, sao chạy, 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 đứng lại, đứng lại, lại. Đứng lại. Đứng lại. Sao nó chạy tới nhờ. Thằng này gan rồi. Ok. Bò mình nhanh tay tới nhờ. Đứng lên. Giơ hai tay lên đầu. Tại sao chạy? Đụng xe mà sao chạy? Nằm xuống.
nó mới đụng xe các bạn, lại chạy nữa. Mấy tụi này sao nó gặp mình mới vô mình làm cảnh sát cho nó chạy hoài vậy ta? Ok, rồi mình cộng nó lại à. Chạy với mày, chạy đi đâu, chạy đi đâu cho được mà chạy. Ok, nắm đầu lại này các bạn. À, kêu lại đi theo mình đi các bạn. Đi lại đây, lại đây, lại đây. Nhanh lên, đi lên đây. Ok, ôi nó đụng hình như là ông này bị thương luôn rồi nè. Ok, 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 để mình lôi xuống cái đã các bạn ơi. À, ê, lên xe làm gì? Từ 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 từ, để mình sẽ sơ cứu cho cái ông này trước cái nha các bạn. Sơ cứu trước cái đã, rồi mình mới tính được tiếp. Coi còn sống không cái đã. Ôi, đụng sao mớp xe luôn các bạn, ghê thật. Phải chưa, đụng mớp xe luôn, mớp cái đít banh chành luôn nè. Để mình sơ cứu hô hấp nhân tạo đồ các kiểu. Ui chết rồi các bạn ơi, bởi vậy thằng này nó đụng, nó biết đụng chết người rồi nó chạy là phải rồi, khổ thân. Ôi, mình sẽ nhờ bên lực lượng pháp y đến kiểm tra cái xác này. Rồi đứng yên để mình kiểm tra người đó các bạn. Ai để mình kêu bò mình lại kiểm tra người đó, trong khi đó thì mình sẽ kiểm tra xe của mấy người này luôn nha các bạn. Rồi bò mình đang kiểm tra người đó các bạn. Ờ, trong người nó có một cái súng các bạn. Oai, được thế chưa? À, xe của người bị đụng này thì không có gì hết các bạn, không có gì nguy hiểm hết. Thằng này có súng là xong rồi. Ok, lực lượng pháp y đến này kìa các bạn ơi. Ok, mình sẽ kiểm tra luôn cái chiếc xe này nha các bạn. Đó, lực lượng pháp y đến chụp hình được cái kiểu các bạn thấy không? Uai, thằng này nó còn chở thêm ma túy nữa các bạn. Uai, thôi xong rồi bạn ơi, xuân này con không về rồi. Ok, mình sẽ nhờ anh lực lượng đến để đưa cái thằng này đi về nha các bạn. Rồi, lực lượng pháp y đã đưa xác về nha các bạn. Xe này mình cũng sẽ cẩu về luôn, người bị chết rồi. À, mình sẽ cẩu về luôn. Xe này cũng vậy các bạn. Xe này là chở ma túy rồi. Ở chết cha, mình bám nhầm đi kiểm tra nữa rồi. Xe này là một ký ma túy, ở một vài kg ma túy đá luôn các bạn. Phải tưởng nè. Đi về luôn. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà tùm lum hết trơn vậy? Ơ, chiếc xe mình đâu rồi? Ở chiếc xe mình đằng này. Từ 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 từ, để mình phải lấy xe mình chạy sát vào một tí các bạn ơi. Làm kẹt đường hết rồi. Kẹt đường, quá kẹt đường luôn. Rồi bên pháp y đi rồi kìa các bạn ơi. Từ 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 từ. Rồi, một chiếc xe. À, hình như là kéo cái chiếc xe chiếc xe này như là chiếc xe chở ma túy đúng không? Rồi, đem cái xe ma túy về luôn rồi các bạn. Rồi, chiếc xe mà bị tai nạn cũng đã được đưa về luôn. Rồi thanh niên này sao đứng ở đây đây? Tại sao đứng đây đây? Đi lẹ lên. Let's go, lên xe, đi lẹ. Làm cản trở đường người ta. Đi các bạn, xong rồi các bạn. Như vậy là mình đã vừa xử lý xong cái vụ án tai nạn ở đây. Lên xe bạn ơi. Thầy ơi, bạn mình khổ ghê. Mình đã xử lý xong cái vụ án ở đây rồi. Trời ơi, bây giờ kẹt đường luôn nha. Kẹt đường luôn rồi các bạn. Ôi chiếc xe, ôi chiếc xe này quên. Chiếc xe này phải xe cái thằng mà hồi nãy mà mình mình ủa nãy mình thả nó rồi mà ta. Phải cái thằng mà nãy nó vượt đèn đỏ không ta? Mình nhớ là mình thả đi rồi mà. Mà sao bây giờ còn ở đây? Ok, mình sẽ đưa cái chiếc xe này về luôn. Rồi trước khi kiểm tra cái đã, phải xe thằng nãy cái đã. Đúng rồi các bạn, một cái đờn cây nè. Ủa sao nó đi, nó bỏ xe luôn rồi. Nhờ xe cẩu về luôn rồi. Rồi ok, lên xe bạn ơi. Rồi xe cẩu về luôn rồi đó các bạn. Ok. Ôi chết trời ơi. Hung nữa, hung một cái nữa mới vừa cái lòng. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành rồi. Mình sẽ kết thúc nhiệm vụ nha các bạn. Rồi, mình thông báo về tổng đài đã kết thúc hoàn thành nhiệm vụ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tuần tra tiếp tục nữa các bạn. Ê, chạy ra đi. Chạy kiểu gì đây? Ok. Thôi thả đi các bạn. Thật ra mình sai đấy. Mình chạy sai, mình đụng nó luôn.
Trong này thì mình sẽ không có dừng đèn đỏ để có một vụ đua xe các bạn ơi. Có một nhóm các bạn đang tổ chức đua xe trên cái khu vực vùng núi. Mình sẽ di chuyển lên trên đó nha. Trong đó thì mình sẽ gọi thêm bên lực lượng đến hỗ trợ nữa các bạn. Đua xe thì nó đông lắm, không phải có mình lên mình đâu, nên là mình phải nhờ lực lượng đến hỗ trợ tiếp mình. Ôi, đua xe trên núi luôn à, căng vậy. Ôi, mình vừa nhặt được thông tin là hình như là 3 chiếc xe lần ấy. Ok, đua hả tao, lên tới là xong phim tụi này. Ây da, đâu ta? Ô, sao có cảnh sát đứng sẵn ở đây vậy? Đâu ta? Từ đây, nó tổ chức đua ở đâu? Ơ, sao có súng bắn vậy? Ơ, sao súng? À, hình như là thằng này các bạn ơi. Thằng này nè. Ai chết cha, đụng nhầm xe cảnh sát rồi. Thằng này. Thằng này có liên quan. Đứng yên. Hình như là thằng này các bạn. Thằng này là vừa tổ chức đua xe nè. Từ. Có thêm một băng nhóm nữa nè. Ê, hai thằng các bạn. Ê, đứng lại. Nhóc phết các bạn ơi, đông quá. Một băng nhóm luôn các bạn. Cái này là không phải tổ chức đua xe rồi, mà tổ chức là cái gì ấy mà nó có súng nữa các bạn. Đứng yên đi. Ôi, còn nữa cả. Rồi. Từ các bạn ơi, đông quá, mình xử lý không kịp với tụi này luôn. Ở đâu rồi? Rồi, cảnh sát đang bắt các bạn. Đâu rồi, con tôi kia đâu? Ờ, nó chạy lên trên kia các bạn. Từ, ủa sao thằng này chết rồi? Ai bắn nó vậy? Ui, mình gọi bên cứu thương đến cái nào các bạn. Ờ, bên cứu thương. Ủa sao mất bà cái liên lạc bên cứu thương rồi? Ha, mình sẽ sơ cứu cho nó luôn các bạn. Đồng chí nào bắn nó chết luôn vậy? Ok. Hình như còn một xe trên đó các bạn. Còn một xe. Còn một xe màu đen các bạn. Còn xe màu đen đang tổ chức, đang chuẩn bị đua nữa kìa. Rồi, thằng này chết rồi các bạn ơi. Chết thì mình sẽ liên lạc bên pháp y đến nha. Rồi, một thằng, hai thằng, ba thằng. Ok, cộng lại hết các bạn. Ôi, nó còn nữa nè. Trời, nó đụng cảnh sát luôn kìa các bạn. Bước xuống. Chết mẹ, bước xuống. Chạy, sao nó chạy kìa. Chạy. Ô, nó lì tới nha. Đứng yên. Ok. Được luôn các bạn. Bắt luôn được hai thằng này luôn rồi. Cảm xúc. Còng cái đầu mày lại luôn. Tổ chức hả? Đưa về hết các bạn, không cần kiểm tra gì hết. Có thông báo có nồng độ cồn đồ các kiểu ấy các bạn, nhưng mà mình sẽ đưa về hết. Một thằng nè. Ok, một đống thằng rồi các bạn. Vụ này là xong tụi này rồi. Cộng lại luôn. Uầy, thằng này hình như là có dấu hiệu với có sử dụng chất kích thích hay sao ấy các bạn. Mình kiểm tra thử ấy. À, cái này nồng độ cồn rồi. Ok, xe đang đưa về các bạn. Thank you. À, không có nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích thử nha. Thằng này mà có chất kích thích là đưa nó đi tù luôn các bạn. Chống đó thì thành công vụ đụng công an đâu các kiểu nữa chứ. Uầy, thấy chưa, mình nói rõ ràng. Có chơi ma túy đá luôn ấy các bạn, ma túy đá với cocaine là cái gì ta? Cocaine hình như là nó cũng như là sao nhỉ? Sike các bạn, mấy loại mà bột ấy. Ok, đi về đồn nhanh, một thằng nữa. Ok, hai thằng các bạn lên đây xử lý tiếp cái tội danh này. Tổ chức trên này hả? Một thằng. Hai thằng này cầm chưa ta? Cầm luôn rồi các bạn. Bốn thằng rồi các bạn. Một thằng thì được đưa thấp y đưa về. À, này nữa. Rồi, ok. Cộng lại luôn. Thằng này là có nồng độ cồn luôn các bạn. Nồng độ cồn chạy xe không ạ?
Ok, mình sẽ nhờ bên lực lượng để đưa về hết luôn nha các bạn. Ok, bên lực lượng đang đến, trụ xe mình banh chành hết rồi. Mình sẽ phong tỏ cái vị trí này luôn. Ok, hai thằng ở dưới đã được đưa lên xe rồi nha. Xe này mình cũng sẽ kiểm tra luôn nha các bạn. Đây là một chiếc nè. Mình sẽ kiểm tra trong xe luôn coi có gì không nha. Trong xe không có gì hết. Tụi này như là dùng xe để tổ chức đua xe là đa số. Đua xe mà còn sử dụng súng đồ các kiểu đó các bạn. Trong người có nông đồ cồn nữa. Sử dụng chất kích thích đồ các kiểu nữa. Rồi thôi đưa về hết. Cái gì vậy? Ông nội công an nó chạy mà đụng tôi lươi tới vậy. Còn thằng nữa các bạn. Rồi. Còn một chiếc đã được đưa về rồi nè. Còn một chiếc này nữa. Rồi ok. Từ từ kẹt đường luôn rồi, kẹt đường luôn rồi. Thế mình lấy xe ra các bạn ơi, kẹt đường người ta luôn rồi. Đậu dưới này đi. Xe hư hết rồi. Sửa cái xe coi các bạn ơi. Xe mình banh chành luôn rồi, ok. Ơ, đồng chí này sao vậy? Súng rũ quá vậy? Đồng chí này sao vậy? Đồng chí sao vậy? Để mình kiểm tra đồng chí, đồng chí có say rượu không vậy? Đồng chí này xỉn rượu hay sao đó các bạn? Để kiểm tra coi. Uầy, đồng chí có con rượu này các bạn. Ây giời ơi, sao thế? Sao đồng chí con rượu đây? Để nhờ xe đưa đồng chí về nhá. Hình như cái này là bảo vệ hay sao các bạn ơi, hay là cảnh sát ta? Đây, để mình gọi taxi đưa đồng chí này về. Ủa sao còn một thằng nó chưa bắt, đưa về. Đưa về luôn, đưa về luôn, đưa về luôn. Rồi ok. Mọi người di chuyển đi chứ. Trời ơi, chắc mình phải dẹp bớt xe các bạn ơi. Nó làm kẹt đường hết trơn rồi. Ai xe này chạy xuống đi. Xe này vô lề đi. Đó, như vậy mới có đường để chạy các bạn. Đồng chí này chạy ra ngoài đi. Đó. Làm kẹt đường hết trơn. Uầy, trời chỉ mưa hay sao mà đen kịt hết vậy? Rồi ok. Ê, trời ơi, sao đụng cảnh sát này? Đụng cảnh sát luôn mới ghê chứ. Xong, ok, như vậy là mình đã xử lý xong cái vụ án ở đây nha các bạn. Ôi sao còn hình như là còn thằng này phải. À, được đưa vô luôn rồi các bạn. Lên xe đi chứ. Ok, hôm nay chúng ta đã bắt được một tụ ổ các bạn. Đua xe, sử dụng chất kích thích đồ các kiểu. Ờ, hình như còn một chiếc xe thì phải đúng không ta? Hình như còn một chiếc xe. À, trả đồng chí này về nè các bạn. Chưa taxi trả đồng chí này về. Đồng chí này xỉn rượu rồi. Còn một chiếc xe đó các bạn. Xe này như nãy mình chưa kiểm tra nè. À, ui, một quả bong bóng lớn, tức là cái bong bóng cười đấy các bạn. Rồi xong, đưa về luôn, chú biết sao giờ đây. Nói chung còn chắc kích thích thôi. Ủa, sao còn thằng nữa? Kỳ vậy? Sao mình đi hồi còn nhóc hết trơn vậy? Ủa sao thằng này? Ờ, thằng này hình như nó bị lỗi các bạn ơi. Đồng chí nữ này đã bắt về, nó bị lỗi đứng ở đó hay sao ấy? Mình không xử lý được luôn. Ok, lên xe đi chứ. Có một chiếc xe đang dùng vũ lực cũng như là súng rồi các bạn. Để mình sẽ đến kiểm tra đó coi. Vừa được tổng đài thông báo rồi các bạn. Nó nằm ở cũng gần khu vực này luôn. Ê! Chạy mà thắng gấp này chứ. Cây cút tới chưa. Ok, mình sẽ xuống mình kiểm tra luôn nha các bạn. Đâu nằm ở dưới này nè. Sao mà tối dữ vậy trời. À đây 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 đây. Nhớ tới nè các bạn ơi. Đâu ta? Hình như là đây. Đây, chiếc này đang có vũ khí hay sao ấy. Được người dân báo. Sao đây?
Sao đây? Vụ gì, vụ gì? Mình hình như bắt nói chuyện với ổng thì phải đúng không ta? Đừng có nói vụ mà cái chiếc xe giống mưa hởm đó nha. Cái chiếc xe của ông này bị hình như là tắt máy hay sao ấy. Đầu người tiếng Anh không mà bắt tôi đọc khổ ghê được chứ. Cái gì mà biển số xe đấy à, hình như là ông này ông cần sự trợ giúp hay sao ấy các bạn. Hình như là cần sự trợ giúp ấy. Trước tiên để mình kiểm tra cái xe trước cái đã nha. Em kiểm tra cái xe trước đây nha. Xe cũng không có gì các bạn. Để mình check cái thông tin của cái ông này nè. Ông này ông tên là Connaught God, sinh năm 1975. Ông đã có bằng lái xe rồi các bạn. Cái vụ này là xử lý như thế nào nhỉ? Đã ngu tiếng Anh rồi mà cho còn làm cái nhiệm vụ về tiếng Anh nữa các bạn. Ok, đồng chí kiểm tra giùm tôi người anh này nhá. Đây là một cái thông báo, một cái báo động vàng các bạn. Mình nghĩ nó cũng không có gọi gì là chi nã hay là cái gì cả. Có một cái ví tiền, có một cái kéo này các bạn, không có gì. Là sao? Nói chung là ông này mình cũng không rõ là sao nữa. Để mình kêu ông đi đi. Ô, sao em chạy bình thường à? Ai sao đụng đụng công an mình luôn các bạn, đụng bạn mình luôn kìa. Lên xe. Mình cũng không rõ cái vụ này là sao nữa các bạn. Thôi cứ cho đi đi. Mình lục soát người thì cũng không có gì hết trơn ấy. Khổ ghê. Ngu tiếng Anh mà cho làm cái nhiệm vụ tiếng Anh không là con rồi. Kêu đối thoại rồi các kiểu là mình bó tay rồi các bạn. Ô, vụ gì nữa đây? Nghe đồng chí công an đang kiểm tra hay sao ấy. Ok, mình sẽ tiếp tục đi tuần tra nha các bạn. Sao trời nó tối quá vậy ta? Khúc này không có đèn đường luôn ấy các bạn. Ơ thui à. Như mình quay trở về cái trụ sở hồi sáng của mình nó gì rồi nè. Rồi chắc mình sẽ dừng ở đây để mình kết thúc luôn bà nó đi. Bữa nay xử được một cái vụ án mà gọi là ăn cắp trộm xe thì cũng khá là ok rồi đấy các bạn. Rồi, ok, trả xe đi đây. Rồi mình đi về trụ sở mình thôi. Ok, thì như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa hoàn thành xong được một cái tập tiếp theo của cái series cảnh sát Việt Nam trong cái tựa game GTA 5. Và các bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series này nữa thì các bạn cứ comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm trong các tập sau cho các bạn xem. Và bạn nào muốn mình làm cảnh sát giao thông hay là làm cảnh sát 113 hay là cảnh sát cơ động hay là cái gì đấy, các bạn cứ comment phía dưới, mình sẽ làm trong các tập sau các bạn xem nhé. Ok, cũng quên chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.